Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chính phủ Mỹ đã quyết định viện trợ cho Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine Moderna thông qua chương trình COVAX. Đây là một thông tin rất đáng mừng trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam do sự xuất hiện của biến chủng mới. Trước tình hình khẩn cấp trên, Việt Nam đang xây dựng kế hoạch thu dung, tiếp nhận 100.000 bệnh nhân COVID-19, đồng thời điều chỉnh phác đồ điều trị. Đại diện của thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7, sau một tuần thực hiện chỉ thị 16, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 10.000 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố và 142 ca tử vong. Trung bình, mỗi ngày thành phố phát hiện 1.305 ca bệnh, đa số ca bệnh được ghi nhận trong khu cách ly, khu phong tỏa. Hiện nay các cơ sở đang điều trị hơn 20.400 ca dương tính, 246 ca đang thở máy. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước là 38.726 ca tại 58 tỉnh thành phố, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 22.000 ca bệnh. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, 3 triệu liều vaccine Mỹ viện trợ Việt Nam sẽ được chuyển đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, cũng thông qua COVAX, Chính phủ Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Moderna. Số vaccine này đã được vận chuyển đến Việt Nam ngày 10 tháng 7. Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị được phân bổ cần phối hợp chặt chẽ với dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, dự án tiêm chủng mở rộng khu vực để lập kế hoạch tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời, bảo đảm sử dụng hết số vaccine được nhận theo đúng quy định. Việt Nam đã đàm phán thành công được khoảng 170 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh, thành phố diễn ra sáng ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã đàm phán thành công được khoảng 170 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, do mức độ khan hiếm của vaccine toàn cầu, nên dù đã có những hợp đồng mua từ tháng 11 năm 2020, có những cam kết thỏa thuận từ tháng 9 năm 2020 nhưng đến nay nước ta mới có vaccine. Tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 9 năm 2021. Riêng trong tháng 7 năm 2021, nước ta sẽ tiếp nhận khoảng gần 8,9 triệu liều. Tính đến ngày 13 tháng 7, Bộ Y tế đã phân bổ 11 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số hơn 8,16 triệu liều cho các đơn vị, địa phương. Toàn bộ số vaccine tiếp nhận đã được phân bổ theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ưu tiên cho các tỉnh, thành phố đang có dịch, các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trước mắt, Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vaccine cho các tỉnh, thành phố có dịch, các đầu tàu phát triển kinh tế, xã hội để bảo đảm đạt được mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Khi có vaccine được phân bổ về, các tỉnh, thành phố phải triển khai ngay kế hoạch tiêm chủng, lựa chọn tiêm đúng đối tượng theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Cùng với đó, quyết định về đối tượng tiêm của địa phương phù hợp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh. Trong ngày 15 tháng 7, có thêm 21.815 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng được hơn 4,18 triệu liều vaccine. Trong đó, số người đã được tiêm một mũi là hơn 3,89 triệu và hơn 294.000 người đã được tiêm đủ hai mũi. Sáng sớm ngày 16 tháng 7, lô vaccine phòng dịch COVID-19 tiếp theo do Nhật Bản chuyển giao đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca sản xuất tại Nhật Bản, được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Motegi Tohimitsu, thông báo hôm 13 tháng 7 về việc tiếp tục chuyển giao cho Việt Nam. Bộ Y tế tiếp nhận số vaccine này và phân phối về các địa phương trên cả nước, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số nơi, nhất là khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, tính đến thời điểm này, Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam tổng cộng 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca. Trong bản tin phát đi vào sáng ngày 16 tháng 7, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đưa thông điệp, Nhật Bản luôn mong muốn chung tay cùng đất nước bằng hữu là Việt Nam cùng nhau vượt qua khó khăn này. Việt Nam ơi, cố lên nhé! Ngoại giao vaccine có ý nghĩa rất quan trọng, cần kịp thời và cần thiết. Trước tình hình hiện nay, Việt Nam đã tích cực vận động chính phủ các nước và các hãng sản xuất bán vaccine cho Việt Nam và đẩy sớm thời gian chuyển giao vaccine cho Việt Nam. Việc vận động này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh khan hiếm vaccine toàn cầu hiện nay. Đến nay,
Việt Nam đã có cam kết và ký hợp đồng khoảng 105 triệu liều, trong đó có 38,9 triệu liều do COVAX tài trợ, 30 triệu liều AstraZeneca, 31 triệu liều Pfizer ký với chính phủ, 5 triệu liều Moderna. Đồng thời, đang đàm phán mua 55 triệu liều gồm có 40 triệu liều Sputnik V do tập đoàn TNT đàm phán với quỹ đầu tư trực tiếp Nga và 15 triệu liều Covaxin do Bộ Y tế đang đàm phán với Ấn Độ. Mới đây, chương trình COVAX chính thức phân bổ tiếp cho Việt Nam 1.065.870 liều Pfizer trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 sau khi đã chuyển cho ta khoảng 4,5 triệu liều. Cam kết dành ưu tiên hơn cho Việt Nam trong các đợt phân bổ tiếp theo, chuyển cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Moderna do Hoa Kỳ cung cấp thông qua COVAX vào ngày 10 tháng 7, ủng hộ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA, cử các chuyên gia đến Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất vaccine đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và được thế giới công nhận, sẵn sàng hợp tác. Mỹ cũng hỗ trợ để Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine trong khu vực. Những nước nào đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam? Chính phủ Hoa Kỳ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu liều vaccine Moderna trong tổng số 80 triệu liều Hoa Kỳ cam kết chia sẻ với các nước thông qua cơ chế COVAX, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận viện trợ vaccine. Hãng Pfizer chuyển sớm cho Việt Nam 97.000 liều vào ngày 7 tháng 7. Mặc dù theo thỏa thuận Pfizer sẽ chuyển lô vaccine đầu tiên trong tháng 9 năm 2021, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp của ta. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine AstraZeneca gồm có 1 triệu liều đã giao ngày 16 tháng 6, 400.000 liều giao ngày 2 tháng 7, 600.000 liều giao ngày 9 tháng 7, viện trợ thêm cho ta 1 triệu liều trong thời gian tới, dự kiến chuyển vào ngày 16 tháng 7, sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam về thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao và bán công nghệ sản xuất vaccine. Trung Quốc viện trợ 500.000 liều Verocell của Sinopharm vào ngày 20 tháng 6. Nước Anh cam kết đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên khi xem xét phân bổ 100 triệu liều vaccine. Anh hỗ trợ các nước thông qua COVAX và song phương, sẵn sàng trao đổi với AstraZeneca về chuyển giao công nghệ. Anh cũng hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực tự sản xuất vaccine. Úc cam kết viện trợ Việt Nam 13,5 triệu đô la Úc để mua vaccine thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và tặng thêm 1,5 triệu liều AstraZeneca từ nay đến cuối năm 2021. Nga dành tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine Sputnik V vào ngày 16 tháng 3. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc viện trợ dự án hỗ trợ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 đến 2023, trong đó viện trợ 1.910 tủ lạnh bảo quản vaccine công suất lớn, huy động 10 triệu USD để thực hiện dự án. Trong đó, Nhật Bản hỗ trợ 2 triệu USD, Úc hỗ trợ 8 triệu USD. Hàn Quốc hỗ trợ 30 triệu di lanh tiêm, tương đương khoảng 2,5 triệu USD. Chính quyền và nhân dân một số bang của Đức gửi tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Đến đây Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.